thực hiện kế hoạch hoạt động phòng chống HIV/AIDS năm 2010 và hưởng ứng chiến dịch phòng chống AIDS toàn cầu năm 2010 nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS ngày 1 tháng 12 với chủ đề Tiếp cận phổ cập và quyền con người. Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm phát động trong cả nước tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2010 từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2010. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu tròn 20 năm Việt Nam đối phó với đại dịch HIV/AIDS với nhiều hoạt động truyền thông, vận động, meeting, hội thảo, tuyên truyền về HIV/AIDS hướng đến các mục tiêu quan trọng như nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ hành vi của lãnh đạo các cấp về tiếp cận phổ cập trong chăm sóc, hỗ trợ và điều trị dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho mọi người, mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS cũng như trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội. Khởi đầu cho chuỗi những sự kiện diễn ra trong tháng là lễ ra quân phát động tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS do Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức vào ngày 7 tháng 11 tại thành phố Thái Nguyên. Tham dự lễ phát động có Phó Thủ tướng Trường Vĩnh Trọng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cùng các quan chức của tỉnh Thái Nguyên, các cán bộ thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, thành viên các hội hoạt động phòng chống HIV/AIDS và học sinh sinh viên trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi lễ phát động, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã tổng kết những thành quả mà Đảng và Nhà nước đã đạt được trong những năm qua, đồng thời kêu gọi sự chung tay của cả cộng đồng, từ các lãnh đạo cơ quan ban ngành, các tổ chức quốc tế và mọi người dân cùng tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS để có thể thực hiện thành công mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc đặt ra là hạn chế, từng bước tiến tới chấm dứt lây nhiễm HIV/AIDS vào năm 2015. Năm 2010 là năm đánh dấu một chặng đường lịch sử hơn 20 năm Việt Nam phòng chống và đối phó với dịch HIV/AIDS. Do đó, từ Trung ương đến các địa phương, chúng ta sẽ tổ chức hàng loạt các sự kiện phòng ngừa tích cực căn bệnh thế kỷ này. Đây là thời điểm thích hợp để toàn đảng, toàn quân, toàn dân nhìn nhận là diễn biến của dịch HIV ở Việt Nam, những phản công mạnh mẽ của Việt Nam với dịch HIV trong 20 năm qua và định hướng các chiến lược kiểm soát việc HIV có hiệu quả trong thời gian sắp tới. Các kết quả cụ thể, các bài học kinh nghiệm chống HIV ở Việt Nam nói chung và từng địa phương nói riêng sẽ được tổng kết và đánh giá trong các hội nghị cụ thể và trong thời gian sắp tới. Tại lễ phát động hôm nay, tôi vui mừng thông báo tới quý vị đại biểu mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư trên toàn quốc đến năm 2010 đã trở thành hiện thực. Cũng tại lễ phát động, ông Eamon Murphy, trưởng nhóm điều phối quốc gia về HIV của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đã phát biểu đánh giá cao những cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống HIV/AIDS trong những năm qua, và cam kết các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam để đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ vào năm 2015. Đại diện cho những người nhiễm HIV/AIDS tại thành phố Thái Nguyên, chị Nguyễn Hải Yến tâm sự về những thăng trầm mà mình đã phải trải qua trong quá trình đấu tranh với bệnh tật để tiếp tục sống có ích. Đồng thời, chị cũng cảm ơn các cấp, các ban ngành ở Trung ương nói chung và ở tỉnh Thái Nguyên nói riêng đã không những mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV cho người dân nói chung. Đặc biệt, những người nhiễm HIV/AIDS trong thời gian qua và rất nhiều người nhiễm HIV đã được tiếp cận các dịch vụ, điều trị, chăm sóc, hỗ trợ, trở nên ổn định và sống có ích cho xã hội. Theo thống kê của ngành y tế cho biết, tổng số người nhiễm HIV ở Việt Nam hiện còn sống là hơn 164.000 trường hợp. Tổng số bệnh nhân AIDS hiện còn sống là hơn 37.000 trường hợp. Tổng số người bị HIV/AIDS đã tử vong là hơn 45.000 trường hợp. Những con số thống kê này có thể cho ta thấy tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng Việt Nam đã giảm khá nhiều so với các năm trước.
một thành tích đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực trong công tác phòng chống HIV/AIDS của nước ta trong những năm qua. Mục tiêu trong thời gian tới thì cái mục tiêu đầu tiên chúng ta đặt ra là chúng ta vẫn lấy dự phòng là chủ đạo, là chủ đạo, và cái mục tiêu dự phòng được đưa lên trên. Hiện nay chúng tôi cũng đang tính toán và đưa ra mục tiêu chúng ta tiếp tục giữ cái tỷ lệ nhiễm HIV, hiện nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư vẫn tiếp tục dưới 0,3%, và làm sao cho đến năm 2015 theo mục tiêu phát triển thiên niên kỷ là chúng ta khống chế được toàn bộ vấn đề về lây nhiễm HIV. Thì đấy là cái mục tiêu lớn nhất. Mục tiêu thứ hai là chúng ta làm tăng được cái độ tiếp cận về dịch vụ điều trị đối với tất cả những cái người nhiễm HIV có nhu cầu, và chúng ta đang cố gắng đến năm 2015 chúng ta sẽ nâng lên tới hơn 100.000 người sẽ được tiếp cận với thuốc điều trị. Đấy là cái mục tiêu thứ hai mà chúng ta đang hướng tới. Còn mục tiêu thứ ba, vấn đề về dự phòng truyền từ mẹ sang con, chúng ta cũng đang phấn đấu làm thế nào để khống chế tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con dưới 5%. Và có thể nói rằng là như ngài Eamon Murphy cũng đã phát biểu, thì chúng ta khống chế toàn bộ, tức là khống chế hoàn toàn, không để xảy ra những cái trường hợp nhiễm HIV từ những cái đứa trẻ đến năm 2015. Đấy là cái mục tiêu mà chúng tôi cho rằng là rất là quan trọng. Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã rất tích cực trong việc phổ cập kiến thức phòng chống HIV/AIDS, xóa bỏ kỳ thị của xã hội về người nhiễm HIV/AIDS thông qua những hoạt động của các hội, của các tổ chức phi chính phủ, học sinh sinh viên và các tình nguyện viên, trong đó có cả những thành viên nhiễm HIV/AIDS. Chúng tôi thì hoạt động toàn trong có kế hoạch hoạt động trong cả năm, cả quý, và riêng trong cái tháng hành động phòng chống AIDS này thì hội của chúng tôi và tất cả sẽ tuyên truyền ở trong các bạn ở tình nguyện viên ở trong hội là hoạt động mạnh hơn, bởi vì là và hoạt động nó gắn với cái chủ đề về tuyên truyền tránh lây nhiễm HIV/AIDS, đặc biệt là trong sinh viên. Mặc dù số người nhiễm mới HIV ở Việt Nam trong những năm qua có xu hướng chững lại, dịch được kiềm chế ở giai đoạn tập trung, tỷ lệ người nhiễm trong cộng đồng duy trì ở mức 0,3%, một tỷ lệ thấp trong khu vực. Bảo vệ quyền con người là cơ sở để đối phó với dịch HIV/AIDS trên toàn cầu. Việc vi phạm quyền con người sẽ làm cho dịch HIV tiếp tục lan nhanh ra hơn và sẽ tiếp tục đẩy nhóm người dễ bị tổn thương như mại dâm, tiêm chích ma túy vào nguy cơ lây nhiễm HIV cao hơn. Khi nâng cao quyền cơ bản của mỗi cá nhân mới có thể tránh được những ca nhiễm HIV mới, và những người đã nhiễm HIV mới có thể được sống trong sự sẻ chia, hỗ trợ của cộng đồng, không có sự kỳ thị và phân biệt đối xử. Cả cộng đồng cùng chung tay thực hiện tốt tiếp cận phổ cập và bảo vệ đầy đủ quyền con người, thì Việt Nam chắc chắn sẽ thực hiện thành công mục tiêu, hạn chế, từng bước tiến tới chấm dứt lây nhiễm HIV/AIDS vào năm 2015.